Thật sự ngày nay, đồng hồ đeo tay được sản xuất với rất nhiều những mẫu mã khác nhau. Trong khi những thương hiệu đồng hồ khác thì liên tục thay đổi mẫu mã để tăng thêm sự thu hút đúng không nào? Thì Movado lại chọn cho mình một lối đi riêng, quay trở về với những giá trị tối giản. Đây là một khái niệm không còn mới mẻ gì nữa, nhưng mà Movado có thể nói là người đi tiên phong trong phong cách thiết kế này. Vậy thì không biết rằng những chiếc đồng hồ tối giản như Movado đây có điều gì đặc biệt, và bên cạnh đó ý nghĩa của thiết kế hai kim một chấm như thế nào? Hãy cùng Đồng Hồ Tân Tân khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Điều đầu tiên chính là nhận diện thương hiệu. Nếu gương mặt là yếu tố nhận diện của mỗi cá nhân thì ở đồng hồ, mặt số chính là nơi hội tụ mọi tinh hoa của nghệ thuật chế tác. Tổng hợp các kiểu thiết kế bao gồm các dạng chung, điển hình như mặt số cosine, mặt số chữ thập, mặt số trắng men, mặt số phân vùng. Trong số đó, mặt số với thiết kế 2 kim, 1 chấm như đồng hồ Movado được xếp vào danh sách đặc biệt thu hút. Tại sao đồng hồ Movado sở hữu kiểu thiết kế này lại thu hút trong khi đây không phải là mặt số hiếm? Đơn giản bởi vì đây chính là dấu hiệu nhận dạng đặc trưng của những con cưng nhà Movado. Có thể bạn mang một chiếc đồng hồ thật sự đẹp, nhưng ngoài kia thì không ai để ý đến đồng hồ của bạn đeo là hiệu gì cũng như giá cả ra sao. Còn đối với những chiếc đồng hồ Movado thì chỉ cần lướt mắt qua là ai cũng có thể nhận ra thương hiệu này. Với việc sở hữu lối thiết kế tối giản, diện tích mặt số đồng hồ Movado được ăn gian đáng kể. Mặt số trở nên thoáng hơn, tạo nhiều khoảng không hơn cho mắt nhìn. Đặc biệt, ấn tượng khi mặt số không có bất kỳ sự hiện diện của các cọc giờ. Cỗ máy thường thiết kế 2 kim mang đến nhiều tò mò thú vị cho người nhìn ngắm khi luôn trong tâm trạng phán đoán xem đồng hồ đang là mấy giờ, được trang bị máy cơ hay là máy quát. Khi không có sự xuất hiện của kim dây, việc nhận diện bộ máy bên trong trở nên lý thú hơn gấp bội. Kim dây vắng mặt tạo cảm giác mặt số đứng yên hoặc dịch chuyển vô cùng nhẹ nhàng, phải chú ý quan sát lắm mới nhận ra những chuyển động bên trong cỗ máy. Điều thứ hai khiến cho những chiếc đồng hồ Movado được yêu thích chính là phong cách thiết kế 2 kim 1 chấm, bởi vì nó còn ẩn chứa một triết lý về mặt nhận thức thời gian. Bên cạnh việc thẩm mỹ này, bên cạnh việc mang đến cho người xem một góc nhìn mới mẻ hơn thì nó còn ẩn chứa một triết lý đặc biệt mà Movado muốn gửi gắm đến cho sản phẩm. Chấm tròn tại vị trí 12 giờ gợi cho bạn liên tưởng đến hình ảnh rực rỡ nào? Mặt trăng, mặt trời hay hình dạng tổng thể của trái đất? Hiện diện trong thiết kế của đồng hồ Movado, chấm tròn nhỏ được nhà chế tác ví như hình ảnh mặt trời lúc ban trưa, rực rỡ, chói lòa. Đây chính là thời điểm mặt trời mạnh nhất và cao nhất trong ngày trên chính không gian của nó. Theo đó, sự dịch chuyển của bộ kim giờ và phút tượng trưng cho vòng quay của trái đất quanh mặt trời. Thời gian không ngừng chuyển động, nhưng những chuyển động khẽ khàng đó không dễ dàng nhận diện, cũng giống như hoạt động của cỗ máy không được phô diễn rõ qua chuyển động của kim dây. Ý đồ của thương hiệu thể hiện nhất quán qua từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Vượt xa ý nghĩa triết lý mà thương hiệu gửi gắm, kiểu thiết kế 2 kim 1 chấm còn mang đến nhiều tầng ý nghĩa đặc biệt khác. Mặt trời rực rỡ nhất vào ban trưa cũng giống như thương hiệu Movado luôn ngự trị và tỏa sáng trên thị trường thời gian. Dù nhiều biến chuyển, đổi thay, mặt trời vẫn tỏa dạng trên chính ngai vàng của nó, và đồng hồ Movado cũng vậy, không ngừng dịch chuyển nhưng luôn vững vàng chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Điều thứ ba, những chiếc đồng hồ Movado là những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Khi chủ nghĩa tối giản được ứng dụng vào chế tác đồng hồ thì nó đã giúp phát huy sức hút một cách rất lớn. Tối giản được hiểu là đơn giản nhưng đáp ứng đủ những thứ cần thiết. Theo đó, chủ nghĩa tối giản, phong cách tối giản, tiếng Anh là minimalist, là phong trào nghệ thuật nổi lên tại New York đầu những năm 1960 và đúng như tên gọi, chủ nghĩa tối giản chủ trương đơn giản hóa trong đường nét thiết kế, tạo hình, trang trí, vân vân. Nhiều người lầm tưởng tối giản đồng nghĩa với sự cầu thả, hoàn toàn không phải như vậy. Tuy tối giản nhưng mọi chi tiết xuất hiện luôn đảm bảo hài hòa cùng tổng thể, hướng đến nét đẹp thanh lịch nhất, less is more, ít nhưng chất lượng. Thiết kế tối giản chi tiết chính vì thế được đánh giá cao trong nghệ thuật chế tác thời gian. Trong thiết kế đồng hồ Movado, chủ nghĩa tối giản được ứng dụng như thế nào? Ngoài việc lược bỏ kim dây, chỉ còn kim giờ và phút xuất hiện trên mặt số. Tại các vị trí cọc giờ, hiếm hoi lắm bạn mới có thể nhìn thấy sự hiện diện của các cọc số dài, số La Mã hay chữ số Ả Rập. Thỉnh thoảng trong một vài thiết kế, kim cương được đính vào các vị trí cọc số làm bừng sáng cả khuôn mặt tác phẩm thời gian. Xuyên suốt trong các sản phẩm đồng hồ Movado, mặt số dường như chỉ ghi nhận sự hiện diện của logo thương hiệu và bộ 2 kim. Riêng trong các sản phẩm thuộc dòng thể thao, mặt số phụ hiển thị chức năng đến giờ và các cọc số dạng vạch vẫn được ưu tiên xuất hiện. Tuy nhiên, chất thanh lịch, đơn giản vẫn là tinh thần thiết kế chung của dòng sản phẩm vốn được đóng khung vào nét đẹp trẻ trung, phóng khoáng và pha chút cá tính, bụi bặm. Điều cuối cùng chính là màu sắc rất đa dạng phù hợp với thời đại. Dấu ấn đặc biệt khiến cho những người yêu thời gian khi nhắc đến Movado được xem giống như là biểu trưng của sự tối giản, chính bởi vì sao Movado đã mang đến một góc nhìn mới cho khái niệm vốn đã quen thuộc. Đối với Movado thì sự tối giản không phải là lược bỏ, mà đây chính là cách để phô diễn tài năng của người chế tác. Màu sắc của Movado và bộ kim biến đổi linh hoạt theo tổng thể gam màu của thiết kế. Cùng với đó, thiết kế kim trên mặt số cũng có nhiều chuyển biến thú vị. Đây là một cách làm mới, phá bỏ quy ước chuẩn từ trước đến nay. Logo thương hiệu phải mang tính cố định, không thay đổi. Logo Movado vốn vẫn không thay đổi hình dạng là hình tròn. Thế nhưng, người chế tác đã khéo léo khoác lên nó rất nhiều bộ cánh mới, đa dạng màu sắc, hợp xu hướng, hợp với thị hiếu người yêu thời gian. Và như một lẽ hiển nhiên, khi thiết kế mặt số được tối giản, phần dây đeo đồng hồ sẽ có đất diễn nhiều hơn, tạo điểm nhấn cho toàn cỗ máy. Dây đeo đồng hồ Movado được biến hóa trong nhiều hình dạng thu hút. Có khi người chế tác hô biến đồng hồ hiệu Movado thành chiếc lắc tay xinh xắn, có khi lại sang trọng bậc nhất với thiết kế đề mi, lúc mạnh mẽ với phần dây cao su được đục lỗ. Chất liệu dây được sử dụng cũng vô cùng đa dạng, không khuôn mình vào bất cứ một kiểu chất liệu cố định nào. Rõ ràng, những chiếc đồng hồ của Movado đã mang đến cho người hâm mộ một bữa tiệc đầy sống động, không những no con mắt mà còn đã tâm hồn, đúng không nào? Với thiết kế hai kim một chấm kèm theo chủ nghĩa tối giản được ứng dụng vào trong chế tác, chắc chắn sẽ luôn giữ vững được sức hút của nó. Bởi lẽ dù cuộc sống có xoay vần như thế nào thì mặt trời của Movado vẫn luôn tỏa sáng rạng rỡ trên ngôi vương của mình. Vậy thì còn các bạn nghĩ như thế nào về những thiết kế của những chiếc đồng hồ Movado? Điều gì khiến cho chúng ta cảm thấy ấn tượng nhất trong những mẫu thiết kế này? Hãy comment ở bên dưới cho Thùy Dung được biết nhé! Cảm ơn vì đã theo dõi đến phút cuối của video ngày hôm nay. Nếu thấy hay, hãy nhớ like, share và subscribe nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo!